quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, nghị sĩ châu Âu Slovakia Lubos Blaha đã đến Moscow vào cuối tuần. Một thành viên của Đảng Dân Chủ Xã hội SMRSD của Thủ tướng Robert Fico đã công bố một video về chuyến thăm Quảng trường Đỏ và đặt hoa tại mộ chiến sĩ vô danh gần tường điện Kremlin và tượng đài nguyên soái Liên Xô Georgi Zhukov. Theo chính trị gia này, ông Blaha đến thủ đô Nga để cảm ơn đất nước đã giải phóng Slovakia khỏi chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến thứ hai, cũng như để xin lỗi vì tình trạng bài Nga tràn lan ở Liên minh châu Âu, EU và Mỹ. Ông Blaha nói trong một đoạn video ông đăng trên Telegram: "Tôi đến đây với tư cách là một người bạn của Nga, vì tôi không thể tiếp tục nhìn vào sự gia tăng của tình trạng sợ Nga ở phương Tây. Người dân Nga đã hy sinh đáng kinh ngạc để giải phóng Slovakia." Chính trị gia này đặc biệt cho biết ông muốn xin lỗi vì những nghị quyết hiếu chiến, thù hận và gần như phát xít mà Nghị viện EU thông qua chống lại Nga. Theo ông Blaha, người Slovakia sẽ không bao giờ bị buộc phải căm ghét người Nga. Ông cũng cho biết ông phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, các lệnh trừng phạt chống Nga và sự gia tăng hơn nữa của cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev. Ông Blaha nói, "Chúng tôi không muốn con em mình phải thiệt mạng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Người dân Slovakia muốn hòa bình." Đồng thời, ông nói thêm rằng, người Nga được coi là dân tộc thân thiện ở Slovakia và sẽ không bao giờ khác đi. Nghị sĩ châu Âu cũng kêu gọi đối thoại với Moscow và chấm dứt lòng căm thù nước Nga. Trong chuyến thăm của mình, chính trị gia này cũng có lịch trình thuyết trình tại Học viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moscow, nơi có sự tham dự của nhiều sinh viên Slovakia đang theo học tại đó. Ông Blaha được bầu vào Nghị viện EU vào mùa hè này. Theo hãng thông tấn Slovak Standard, ông là ứng cử viên MEB được ưa chuộng thứ hai tại quốc gia này. Trước khi gia nhập Nghị viện EU, chính trị gia này là thành viên của Quốc hội từ năm 2012 và giữ chức Phó Chủ tịch Cơ quan Lập pháp từ năm 2023. Ông Blaha được biết đến vì sự đồng cảm với Nga và chỉ trích Liên minh châu Âu và Mỹ. Standard mô tả, ông là chính trị gia ủng hộ Nga nhất ở Slovakia. Ông Blaha cũng đã gây ra một số tranh cãi trực tuyến về những tuyên bố gay gắt và lời lẽ thẳng thắn trên mạng xã hội. Trước đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã công bố kế hoạch đến thăm Moscow để kỷ niệm 80 năm ngày đánh bại Đức Quốc xã. Ông Fico cho biết, ông sẽ không để bất kỳ ai quên rằng tự do đến từ phương Đông, dường như ám chỉ đến việc giải phóng Slovakia khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã bởi quân đội Liên Xô vào mùa xuân năm 1945. Vị quan chức này cũng chỉ trích phương Tây vì đã nhắm mắt làm ngơ trước quân đội Ukraine sử dụng các biểu tượng của Đức Quốc xã. Liên quan đến tình hình chiến sự Nga-Ukraine, cựu giám đốc cơ quan tình báo quân sự của Séc, tướng Andro Sando cho biết, sau chiến thắng ở Ukraine, Nga sẽ đưa ra các điều khoản hòa bình. Tướng Andro Sando nói, "Từ lâu, tôi thấy kỳ lạ khi ông Zelensky và phương Tây đang nói rằng chính Ukraine sẽ quyết định các điều kiện của thế giới. Bạn đã bao giờ thấy bên thua cuộc đưa ra các điều khoản chưa? Ông ấy sẽ ra lệnh cho người chiến thắng, và thật là không may, đây là Nga. Chúng ta đừng tự lừa dối mình là người sẽ đưa ra các điều kiện." Theo tướng Sandro, phương Tây từ lâu đã tự lừa dối mình rằng Kiev có thể đạt được bất kỳ chiến thắng nào trong cuộc xung đột với Nga. Ngày 13 tháng 10, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ gửi khoảng 100 binh sĩ và một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến tới Israel nhằm giúp tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của Israel. Theo Thiếu tướng Patrick Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tới Trung Đông. Năm 2019, hệ thống này đã được triển khai tới Israel để tập trận. Thông tin trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram cho biết, Israel đã sẵn sàng tích hợp hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD vào hệ thống vũ khí của mình. Cuộc tập trận chung Juniper Cobra giữa Mỹ và Israel trong những năm gần đây được thiết kế để tăng khả năng tương tác giữa hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow của Israel và hệ thống THAAD của Mỹ. Điều này cho phép hai hệ thống chia sẻ tải trọng trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo đang bay tới. Các chuyên gia lập luận rằng, trong trường hợp có một loạt tên lửa quy mô lớn nhằm vào Israel, hệ thống Arrow sẽ phối hợp với hệ thống THAAD theo thời gian thực để xác định hệ thống nào sẽ đánh chặn tên lửa nào. Hệ thống THAAD là một trong những công nghệ phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất trên thế giới. Nó được thiết kế đặc biệt để đánh chặn và phá hủy tên lửa đạn đạo trong giai đoạn cuối, ngay trước khi tên lửa đến sát mục tiêu. Vì vậy, THAAD là khí tài mạnh mẽ để bảo vệ các vị trí quan trọng như căn cứ quân sự, khu vực dân sự khỏi nhiều mối đe dọa tên lửa, bao gồm cả tên lửa tầm trung và tầm ngắn. THAAD sử dụng công nghệ radar tinh vi, bao gồm hệ thống radar ANTPI-2 cho phép phát hiện tên lửa ở khoảng cách xa.
khả năng đánh chặn của nó mở rộng đến độ cao hơn 150 km. THAAD không dựa vào đầu đạn nổ để vô hiệu hóa các mối đe dọa, mà sử dụng động năng để phá hủy tên lửa đang bay tới. Bằng cách va chạm trực tiếp với tên lửa của đối phương, hệ thống có thể phá hủy tên lửa ngay giữa không trung mà không cần đến đạn nổ, khiến THAAD đặc biệt hiệu quả đối với các tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa có đường bay phức tạp. Việc tích hợp THAAD và các hệ thống phòng thủ hiện có của Israel có thể là một bước ngoặt mang lại mức độ bảo vệ cao và tính linh hoạt về mặt chiến lược của Israel. Theo Bulgarian Military, tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga được cho là đã bắn trúng tàu chở hàng Shay Spirit treo cờ Panama khi con tàu này đang vận chuyển thiết bị quân sự từ cảng Constanta, Romania đến Odessa, Ukraine. Thời gian qua, Constanta đã trở thành trung tâm trung chuyển quan trọng cho các nguồn cung vũ khí của phương Tây đến Ukraine. Cảnh quay bằng máy bay không người lái do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp ghi lại khoảnh khắc tên lửa tấn công tàu gây ra một vụ nổ lớn nhấn chìm con tàu trong biển lửa. Moscow tuyên bố đó là vũ khí do châu Âu cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, chi tiết và nguồn gốc chính xác của lô hàng vẫn chưa được xác nhận. Phía Ukraine phủ nhận mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công, nhưng cơ quan tình trạng khẩn cấp nhà nước Ukraine đã xác nhận một thương vong và báo cáo thiệt hại cho xe tải chở hàng và nhà kho ở Odessa. Iskander-M là hệ thống tên lửa đạn đạo gồm 2 tên lửa. Mỗi tên lửa có tầm bắn lên đến 500 km, có thể mang nhiều loại đầu đạn, bao gồm đầu đạn nổ mạnh, đầu đạn phân mảnh, đầu đạn phá bong ke, thậm chí cả đầu đạn hạt nhân. Về mặt kỹ thuật, tên lửa Iskander-M có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 7.200 km/h, khiến nó cực kỳ khó bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa thông thường. Động cơ nhiên liệu rắn cho phép thời gian phóng nhanh, trong khi khả năng cơ động giữa hành trình bay và mồi bẫy giúp tăng khả năng né tránh của tên lửa trước các hệ thống phòng thủ tên lửa. Thưa quý vị, theo tờ báo Washington Post của Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky đã trở nên cởi mở hơn trong các cuộc đàm phán với Nga do vị thế suy yếu của Ukraine. Washington Post dẫn nguồn tin riêng cho biết, các nhà ngoại giao phương Tây ở Kiev nhận thấy rằng Tổng thống Zelensky đã trở nên cởi mở hơn trong việc bắt đầu đàm phán với Moscow, bất chấp thực tế là các lực lượng Nga chiếm hơn 20% lãnh thổ Ukraine và khó có khả năng nhượng lại bất kỳ vùng đất nào dưới sự kiểm soát của họ. Ông Zelensky khẳng định điều đó là đúng và quan trọng là chấm dứt giao tranh theo các điều kiện của Ukraine. Nhưng vị thế của họ đã suy yếu trong năm qua khi Nga giành được lợi thế trên chiến trường, đặc biệt là ở khu vực phía đông của khu vực Donetsk. Nhà quan sát ghi nhận sự thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk, mục tiêu là rút quân Nga khỏi miền đông Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhà phân tích phương Tây dự đoán người Ukraine sẽ mất lãnh thổ thậm chí còn lớn hơn. Ngày 11 tháng 10, tờ Corriere della Sera đưa tin rằng Tổng thống Zelensky sẵn sàng ngừng bắn dọc chiến tuyến sau khi nhận được sự bảo đảm từ các nước phương Tây. Tạp chí Đức Der Spiegel trích lời một quan chức cấp cao Ukraine, khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để giải quyết xung đột đang được xem xét nghiêm túc lần đầu tiên ở Ukraine. Quan chức cấp cao Ukraine nói với tạp chí Der Spiegel với điều kiện giấu tên, chúng tôi từng nghĩ rằng chiến thắng sẽ là sự đầu hàng vô điều kiện của Nga, nhưng mà không có nhượng bộ, điều này sẽ không thể thực hiện được, thỏa thuận cũng phải có lợi cho Nga. Theo quan chức Ukraine, bất kể kết quả bầu cử của Mỹ như thế nào, người Mỹ sẽ dần dần nhưng chắc chắn giảm sự ủng hộ của họ đối với Ukraine. Tạp chí Đức Der Spiegel lưu ý, dự báo này thật đáng thất vọng. Ông cũng chỉ ra sự suy giảm tinh thần trong quân đội Ukraine và sự chia rẽ trong xã hội. Tiền lượng rất xấu, tinh thần của một số quân nhân thật đáng lo ngại. Trên thực tế, mọi người không muốn chiến đấu nữa. Sự bất công của chiến tranh có thể khiến xã hội tan rã, ông cảnh báo. Đầu tuần qua, tờ Financial Times của Anh đưa tin rằng chính quyền Kiev đang tiến hành các cuộc đàm phán kín về việc bàn giao một phần lãnh thổ của Ukraine để đổi lấy tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo Financial Times, Kiev bắt đầu xem xét các phương án thay thế để chấm dứt xung đột trong bối cảnh thiếu sự hỗ trợ quân sự từ các đồng minh và nguồn lực, đồng thời nhận ra rằng không thể quay lại biên giới năm 1991. Tháng 6 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã công bố các điều kiện để bắt đầu đàm phán về Ukraine. Trong số đó có việc chế độ Kiev từ chối gia nhập NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng để giải quyết xung đột một cách hòa bình, Ukraine cần có một vị thế trung lập, không liên kết, không có hạt nhân như một nước Cộng hòa hậu Xô Viết. Ông Putin đã nêu ra các điều kiện tiên quyết sau đây để giải quyết xung đột Ukraine.
rút hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các khu vực Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, Kherson, Zaporozhye và công nhận thực tế lãnh thổ được ghi trong Hiến pháp Nga, duy trì tình trạng trung lập, không liên kết, không có hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi quân sự hóa nó, đảm bảo quyền, tự do và lợi ích của công dân nói tiếng Nga, dỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt chống Nga. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày 14 tháng 10 bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn mang tên Stridsvagnon với sự tham gia của 2.000 binh sĩ từ 13 quốc gia liên minh và 60 máy bay quân sự ở Bắc Âu. Theo tuyên bố của Liên minh, cuộc tập trận đã được lên kế hoạch và chuẩn bị hơn một năm, đồng thời không có kế hoạch sử dụng vũ khí chiến đấu trong quá trình diễn tập. Cuộc diễn tập hạt nhân của NATO là một hoạt động huấn luyện định kỳ diễn ra vào tháng 10 hàng năm. Stridsvagnon sẽ kéo dài 2 tuần, huy động sự tham gia của 8 căn cứ không quân, đặc biệt nhiều loại máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu hộ tống và máy bay tiếp nhiên liệu, máy bay trinh sát và lực lượng tác chiến điện tử cũng tham gia tập trận. Theo bộ truyền thông của NATO, liên minh quân sự này tiếp tục thực hiện các động thái nhằm đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả của lực lượng răn đe hạt nhân. Đặc biệt, vào năm 2024, máy bay chiến đấu F-35A mới của Hà Lan được công nhận là phù hợp để sử dụng trong các nhiệm vụ răn đe hạt nhân. Trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, cuộc tập trận sẽ diễn ra chủ yếu ở Anh, khu vực Biển Bắc, Bỉ và Hà Lan, chứng minh cho mọi đối phương thấy NATO sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Washington từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7, NATO cũng tuyên bố mục đích cơ bản của khả năng hạt nhân là bảo vệ hòa bình, ngăn chặn cưỡng ép và răn đe sự xâm lược. Tuyên bố nhấn mạnh, chừng nào còn vũ khí hạt nhân, NATO sẽ vẫn là một liên minh hạt nhân. Ông Zelensky tự tin sắp kết thúc xung đột, Mỹ nhất quyết cự tuyệt Kiev. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Ukraine Đông Nam Âu ở Dubrovnik, Croatia, Tổng thống Zelensky cho biết, vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12, chúng ta có cơ hội để tiến tới hòa bình và ổn định lâu dài. Hãng tin Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo nói rõ, tình hình trên mặt trận tạo ra cơ hội để đưa ra lựa chọn hành động quyết định để chấm dứt xung đột chậm nhất là vào năm 2025. Tại hội nghị, Tổng thống Zelensky cũng cho rằng, mặc dù có nhiều căng thẳng chính trị, nhưng Liên minh châu Âu-EU phải thống nhất toàn bộ lục địa, tất cả các quốc gia dân chủ của châu Âu. Nhà lãnh đạo Ukraine đã tới Paris gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trong ngày 10 tháng 10 nhằm củng cố sự ủng hộ từ phương Tây. Ông Zelensky dự kiến cũng sẽ tới thăm Italia và Đức. Trước đó, ông cho biết sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng với các đồng minh tại cuộc họp ở Đức vào ngày 12 tháng 10, nhưng sự kiện này đã bị hủy bỏ. Giới chức Pháp khẳng định chưa được biết về những nội dung của kế hoạch chiến thắng, song một nguồn tin ngoại giao Pháp hy vọng sẽ sớm nắm được thông tin cụ thể. Trong khi đó, Điện Élysée ra thông cáo cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là cơ hội để tái khẳng định quyết tâm của Pháp tiếp tục hỗ trợ vững chắc cho Ukraine và người dân nước này trong dài hạn cùng với tất cả các đối tác. Tổng thống Pháp Macron đã cố gắng thể hiện quan điểm Paris vẫn hoàn toàn ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột với Moscow, bất chấp những khó khăn chính trị trong nước đã làm dấy lên nghi ngại về mức độ hỗ trợ mà Pháp có thể cung cấp cho Ukraine trong những tháng tới. Liên quan tới tình hình Ukraine, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc xác nhận, hiện không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của Washington về việc không cho phép Ukraine tiến hành những cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga bằng các loại vũ khí do Mỹ cung cấp. Trong cuộc họp báo, vị quan chức Lầu Năm Góc nêu rõ, chúng tôi không thay đổi lập trường về vấn đề này và chính quyền Mỹ đã cân nhắc trước khi đưa ra quyết định như vậy. Trước thông tin Ukraine sẽ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cảnh báo việc này có thể sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Nhà ngoại giao Hungary phát biểu tại diễn đàn khí đốt quốc tế St. Petersburg tại thành phố St. Petersburg của Nga mới đây. Ukraine đang trong tình trạng chiến tranh với Nga, theo lập trường truyền thống của NATO. Nếu Ukraine được kết nạp vào liên minh trong hoàn cảnh hiện tại, điều đó có nghĩa là thế chiến thứ ba sẽ nổ ra. Chúng tôi luôn phản đối cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Không giống như nhiều nước thành viên NATO khác, Hungary lâu nay đã công khai phản đối Ukraine gia nhập liên minh quân sự này do lo ngại căng thẳng với Nga. Nga nhiều lần tuyên bố rằng chính việc Kiev hướng tới NATO là một trong những lý do khiến Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Do việc kết nạp thành viên cần sự chấp thuận của toàn bộ 32 quốc gia thành viên NATO, nên dù chỉ có một thành viên phản đối, Ukraine cũng không thể gia nhập. Tuần trước, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng đưa ra những bình luận tương tự.
ông Fico khẳng định chính phủ của ông sẽ không bao giờ đồng ý cho phép Ukraine gia nhập NATO do mối đe dọa của cuộc giao tranh thế giới nếu động thái này xảy ra. Hungary và Slovakia đều không đồng tình với chính sách của phương Tây do Tổng thống Mỹ Joe Biden dẫn đầu là gửi vũ khí và ngân sách tới Kiev cho đến khi nào đánh bại Nga. NATO đã cam kết đưa Ukraine vào liên minh này hồi năm 2008, phớt lờ cảnh báo của Nga rằng đề xuất này là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Theo giới chức Nga, một trong những nguyên nhân khiến Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022 là do khối quân sự này nỗ lực kết nạp Kiev. Trong bối cảnh Moscow đang giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường, một số cơ quan truyền thông và quan chức phương Tây đề xuất Kiev nên nhượng bộ Moscow về các tổn thất lãnh thổ để đổi lấy các đảm bảo an ninh. Về phần mình, Ukraine đã nhiều lần từ chối các đề xuất. Ngoài việc quay trở lại biên giới năm 1991, điều mà Nga luôn bác bỏ, Moscow yêu cầu Kiev phải thừa nhận 5 khu vực đã sáp nhập Nga và cam kết duy trì trạng thái trung lập về mặt quân sự như một điều kiện cho lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gần đây đã nói với tạp chí Newsweek của Mỹ rằng Moscow đang tìm kiếm giải pháp giải quyết các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột. Ông đồng thời cáo buộc Kiev và những nước ủng hộ phương Tây không muốn làm điều này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, hiện tại, theo như chúng tôi thấy, việc khôi phục hòa bình không nằm trong kế hoạch của đối phương. Washington và các đồng minh NATO vẫn cung cấp hỗ trợ chính trị, quân sự và tài chính cho Kiev để cuộc chiến có thể tiếp diễn. Trong một diễn biến đáng chú ý, trong tuần này, các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ họp để bắt đầu xem xét lại chính sách kéo dài hàng thập kỷ của liên minh về quan hệ với Nga. Quan hệ NATO-Nga đã chạm đáy sau khi xung đột toàn diện bùng nổ giữa Moscow và Kiev vào đầu năm 2022. Tại hội nghị thượng đỉnh khối ở Washington vào tháng 7 năm nay, NATO coi Nga là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của đồng minh, trong khi Điện Kremlin tuyên bố rằng cái mà họ gọi là sự mở rộng về phía đông của NATO là mối nguy hiểm hiện hữu. Các nước thành viên NATO hiện đang cố gắng vạch ra các yếu tố khác nhau trong chiến lược của Nga và thúc đẩy các cuộc tranh luận bên trong liên minh để đưa chúng ta đến các chủ đề như tương lai của đạo luật thành lập NATO. Đầu tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết NATO không còn che giấu sự thật rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Moscow. Ông cho biết các lựa chọn khả thi để chống lại Nga đang liên tục được đưa ra trong khối, ngân sách quân sự của các quốc gia thành viên đang được tăng cường và các nền kinh tế phương Tây đang được quân sự hóa.